Thưa quý vị, với vai trò một tổ chức chính trị xã hội đại diện quyền lợi cho phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng luôn xác định công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp hội đã tập hợp và vận động phụ nữ xây dựng nhân rộng nhiều mô hình thiết thực, từ đó đã phát huy quyền làm chủ và tính tự lực tự cường, tự quản của hội viên trong tham gia hoạt động hội. Trong thời gian qua, các cấp hội đã bám sát định hướng của Đảng, của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên về đổi mới phương thức hoạt động và công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới để thu hút phụ nữ địa phương tham gia sinh hoạt. Đặc biệt, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình đã trở thành hoạt động thường xuyên, thu hút nhiều phụ nữ tham gia. Các cấp hội đã tập trung nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế. Đề án 939 giai đoạn 2017-2025 với nhiều ý tưởng khởi nghiệp là một trong những mô hình nhằm thực hiện phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Thì Hội Phụ nữ tiến hành khảo sát, xây dựng những ý tưởng phụ nữ sở sự khởi nghiệp và đã có những mô hình phải nói là có hiệu quả cái bước phát triển và có đem lại kinh tế thu nhập cho đời sống hội viên phụ nữ trên địa bàn. Thời gian qua, hội cũng đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa hội viên phụ nữ với Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, hội đã phát huy tốt vai trò tham mưu về công tác cán bộ nữ, tham mưu Thành ủy ban hành đề án phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh diện ban thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2020. Từ đó, các cấp hội đã phát huy vai trò chủ động giới thiệu nguồn cán bộ nữ ưu tú, có năng lực để kết nạp Đảng, đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất cấp ủy quy hoạch bố trí vào những vị trí phù hợp. Nhiều cán bộ nữ đã được tín nhiệm giao giữ những trọng trách quan trọng trên cương vị lãnh đạo, quản lý ở nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự tiến bộ của công tác cán bộ nữ. Phong trào phụ nữ Đà Nẵng sẽ tập trung các nhóm giải pháp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập trung xây dựng và thực hiện các chương trình, các đề án về bảo vệ môi trường, khởi nghiệp sáng tạo và các chính sách an sinh xã hội cùng thành phố. Công tác hội và phong trào phụ nữ Đà Nẵng ngày càng phát triển, các hoạt động của hội đều hướng về cơ sở, tạo điều kiện tốt nhất cho hội viên phụ nữ được tham gia sinh hoạt, được hỗ trợ về vật chất và tinh thần, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động chi hội phụ nữ.